Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2019, kính mời các bạn xem bản tin vì sao Mỹ chưa muốn làm đồng minh quân sự với Việt Nam. Vâng, trong thời gian vừa qua, tình hình diễn biến trong Biển Đông cũng như những vùng khác ở Việt Nam hiện nay hết sức căng thẳng. Đó là việc Trung Quốc liên tục có các hoạt động xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nhưng nước này chưa có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ được chủ quyền của mình trên Biển Đông. Vấn đề đồng minh quân sự với Mỹ đã được đặt ra nhưng khoảng cách còn rất xa để có thể hiện thực hóa được việc này. Và báo chí quốc tế cũng bắt đầu đăng tải về thông tin Việt Nam đang tìm kiếm các đối tác về quân sự. Không có đối thoại Mỹ-Việt về quan hệ đồng minh quân sự thời điểm này. Đây là hình ảnh của ông Jacques Zulivan. Hiện vẫn chưa thấy có bất kỳ một đối thoại nào giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về một quan hệ đồng minh quân sự như là một chuyên gia chiến lược và nguyên cố vấn về chính sách an ninh quốc gia của cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thời Barack Obama nói với truyền thông quốc tế như vậy. Chia sẻ bên lề một hội thảo trao đổi tại London hôm 26 tháng 11 năm 2019 về đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc thời gian qua và liệu đây có phải là một cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai hay không? Ông Jansker Suvilan, một trong những nhà đàm phán then chốt của Mỹ trong thỏa thuận hạt nhân Iran thời Obama đã trả lời các câu hỏi về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam. Và đây là thông tin rất mới mà người dân Việt Nam chưa được biết và chưa đăng tải ở trong nước. Và Mỹ vẫn chưa thể là đồng minh quân sự với Việt Nam, nhưng hợp tác thì vẫn phải tiến hành vì điều đó đem lại lợi ích cho cả hai bên. Ông chia sẻ tiếp, tôi không nghĩ có bất kỳ cuộc đối thoại nghiêm túc nào về một liên minh giữa Hoa Kỳ và Việt Nam vào thời điểm này nhưng quan hệ đối tác sâu sắc hơn giữa Mỹ và Việt Nam, đặc biệt là về các vấn đề hai bên cùng quan tâm, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mà cả trong lĩnh vực kinh tế và khác thì điều đó là hết sức cần phải tiến hành. Đây là hình ảnh của thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng bên phải tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper tại Hà Nội hôm 20 tháng 11 năm 2019 vừa qua. Nhưng để nghĩ về nó theo cách chúng ta nghĩ về Nhật Bản, Hàn Quốc. Tôi không nghĩ rằng đó là điều nằm trong suy nghĩ của chính quyền Mỹ hiện tại hoặc trong cộng đồng chiến lược rộng lớn hơn của Hoa Kỳ. Thì như vậy là với những thông báo này của ông và tiết lộ này của ông thì rõ ràng giữa Mỹ và Việt Nam chưa có bất kỳ một cuộc đàm phán nào về việc Việt Nam sẽ trở thành đồng minh của Mỹ. Và Việt Nam cũng không thể đơn độc để chống lại Trung Quốc nên cần có sự ủng hộ của những nước có tiềm năng quân sự thực sự mạnh mẽ. Đây là hình ảnh tàu Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc kể từ đầu tháng 7 năm 2019 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để thăm dò hơn bắn 4 tháng qua và và đã gây ra những hậu quả nặng nề với quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thậm chí vụ việc này đã được đưa ra Liên hợp quốc. Tuy nhiên, ông Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vẫn không thể nói rằng đấy là từ Trung Quốc. Và đề cập đến vai trò của Mỹ ở khu vực trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở biển Đông, và có những đối đầu trước Việt Nam tại vùng biển đang nóng lên thời gian này gần đây ông Suvivan nói Mỹ muốn đóng góp cho hòa bình và an ninh khu vực Việt Nam Trung Quốc và các nước yêu sách khác ở Biển Đông đã có căng thẳng gia tăng theo thời gian và một phần lớn lợi ích của chúng tôi là đảm bảo rằng những tranh chấp đó được giải quyết một cách hòa bình để một cuộc xung đột nào đó không thể xảy ra và từ một nước cựu thù thì nay Mỹ đã trở thành một nước hỗ trợ Việt Nam về quân sự để Việt Nam có thể tự bảo vệ được chủ quyền của nước mình trước người đồng chí Trung Quốc, nhưng điều này gần như vẫn chưa thể đủ vì những hỗ trợ đó là rất nhỏ. Đây là hình ảnh tàu cảnh sát biển 8020 được cảnh uh, được phía Mỹ uh, lực lượng tuần duyên Mỹ bàn giao cho Việt Nam trong thời gian vừa qua để đi tuần tra ngoài biển. Việt Nam và Mỹ đương nhiên chia sẻ những lợi ích chung như tự do hàng hải ở biển Đông, an ninh hàng hải và giải quyết một cách hòa bình những tranh chấp. Do đó, duy trì những đối thoại lành mạnh giữa Mỹ và Việt Nam về các vấn đề trên là hết sức quan trọng, ông nói như vậy. Và ông nói thêm, đương nhiên điều này cũng được tích hợp vào những đối thoại rộng lớn hơn trong khu vực về tương lai của biển Đông để chắc chắn rằng có những sắp xếp về an ninh có thể được đảm bảo mãi mãi. Và Việt Nam cũng có những bất lợi trước các nước phương Tây, đó là nhà cầm quyền tại Hà Nội vẫn vận hành một cơ chế theo chủ nghĩa Cộng sản đã lỗi thời từ rất lâu. Đây là hình ảnh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Kinh Bình trong thời gian trước tại Hà Nội. Trên một khía cạnh khác, vị cố vấn này nói thêm rằng Mỹ không biết đến một thực tế là giữa nhà nước Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có sự chia rẽ, chia sẻ gần gũi về ý thức hệ, ông nói. Tôi không nghĩ rằng giới hoạch định chính sách của Mỹ không biết đến việc đó hoặc không biết đến một số những vấn đề nội bộ đang thách thức ở Việt Nam. Cũng như những khác biệt, trong đó có khác biệt quan hệ trong hệ thống chính trị, trong các giá trị, thế giới quan giữa Mỹ và Việt Nam. Nhưng những vấn đề đó không nên đứng giữa, cản trở việc xây dựng mối quan hệ hợp tác ngày càng khăng khít giữa chúng ta, tức là giữa Mỹ và Việt Nam. Và ông nói vậy. Thì có nghĩa là Mỹ cũng sẽ sẵn sàng bỏ qua những cái quan điểm chính trị khác nhau nhưng để hợp tác với Việt Nam vì họ cùng có chung lợi ích với Việt Nam đó là đảm bảo tự do hàng hải tự do hàng không và những lợi những lợi ích khác và quan hệ của Mỹ đối với các nước đồng minh uh, của bản thân của Mỹ giờ đây cũng đã trở nên khá thực dụng đây là hình ảnh tiến sĩ Vũ Quang Việt từ Mỹ đã chia sẻ như ra sau một vấn đề bất khả thi cũng hôm 26 tháng 11 từ New York Hoa Kỳ Tiến sĩ Vũ Quang Việt, một nhà quan sát và phân tích chính trị và bạn giao bang quốc tế, nêu quan điểm về tính khả thi của việc đặt vấn đề liên minh Việt Mỹ trong an ninh và quân sự vào thời điểm hiện nay. Thứ nhất là không khả thi, vì bản thân Mỹ cũng không muốn liên minh với Việt Nam làm gì. Mỹ đặt lại nhiều vấn đề, ngay cả với NATO, bây giờ Mỹ còn đòi hỏi các nước đó phải trả tiền cho quân đội Mỹ. Và bản thân Mỹ, thời Tổng thống Donald Trump cũng đã thay đổi chính sách về việc họ đã giải quân khắp thế giới vô cùng tốn kém và điều này đang được điều chỉnh. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc tại cuộc họp báo chung thời gian vừa qua ngày 15 tháng 11 năm 2019. Ngay cả với Hàn Quốc, Mỹ cũng đòi trả tiền. Như vậy, Mỹ có chính sách như kiểu là bây giờ quý vị phải chi trả cho tôi và diễn viên liên minh kiểu đó càng ngày càng giảm xuống so với xưa. Hồi xưa liên minh có nghĩa rằng là nếu bắt bất cứ một nước nào ở trong liên minh mà bị tấn công, thì Mỹ và các nước ở lại trong liên minh sẽ coi đó là tấn công chính nước mình và sẽ có hành động để đảm bảo vệ mà không cần phải thông qua quốc hội hay một cái gì khác trong những vấn đề như thế này. Đó là liên minh NATO và là liên minh tương tự như vậy. Thế thì bây giờ Mỹ đang muốn rút quân khỏi khắp nơi thì làm sao đặt vấn đề liên minh với Việt Nam? Đây là một câu hỏi đã được đặt ra. Và nguyên nhân mà Việt Nam chưa thể là đồng minh của Mỹ cũng được nhà nghiên cứu tại New York miêu tả một cách hết sức thực tế. Đây là hình ảnh tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc trong một buổi tập trận trên biển Đông. Ông nói tiếp, thành ra bản thân Mỹ cũng không muốn nếu Việt Nam bị tấn công, chẳng hạn bị Trung Quốc hay bất cứ ai khác tấn công thì Mỹ đâu có lý do gì để nói rằng đó là tấn công vào nước Mỹ. Thì tôi cũng nghĩ việc mà đảm bảo liên minh như vậy sẽ không có và dù Việt Nam muốn cũng không thể có được. Do đó luật của Việt Nam nói là không liên với, với bất kỳ nước nào thì cũng là đúng thôi. Bởi vì cái thực trạng đó nó như vậy. Và rõ ràng trong thời gian vừa qua các bạn cũng đã chứng kiến việc uh, phía Bộ Quốc phòng Việt Nam đã ra sách trắng với 40 và dường như Việt Nam uh, không thể uh, có một biện pháp hữu hiệu nào để đối trọng với Trung Quốc và họ phải đứng giữa. Đấy là điều hết sức nguy hiểm hiện nay. Và để chuẩn bị cho việc nếu bản thân bị Việt Nam nếu bản thân Việt Nam bị tấn công thì sự hợp tác với quân sự với các nước khác cũng nên tiếp tục để có sự ủng hộ của những nước này khi thực sự cần thiết và sự việc xảy ra đây là hình ảnh quân đội uh, Trung Quốc uh, nhưng mà dĩ nhiên tôi nói là nếu Việt Nam bị tấn công Việt Nam nên sẵn sàng và nên nói rõ ràng là sẽ hợp tác cái này hợp tác là khác với liên minh hay là nhận sự giúp đỡ của tất cả các nước có cùng ý ý muốn bảo vệ hòa bình ở Biển Đông thì Việt Nam sẵn sàng phải hợp tác, ông nói. Tiến sĩ Vũ Công Việt đã chia sẻ như vậy đối với truyền thông quốc tế. Và với tình hình hiện nay, Việt Nam như đứng đang đứng giữa ngã ba đường. Nếu tiếp tục đi theo hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình chủ nghĩa cộng sản và triết học Mark Lenin thì sẽ dẫn đến sự sụp đổ trong thời gian tới vì bản thân nơi khai sinh ra những lý thuyết này, họ đã thấy nó đầy mâu thuẫn, không thực tế và đã vứt bỏ đi từ hàng chục năm nay nhằm xây dựng một nền dân chủ và tự do cho người dân của mình. Nếu Việt Nam thay đổi, chuyển sang thể chế dân chủ và nhân quyền bình đẳng, thì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ mất đi quyền lợi, quyền lực và vật chất cũng như cơ hội tham nhũng và điều này thì họ không muốn. Và có lẽ cách mà Đảng và Chính phủ Việt Nam đang chọn là cố che đậy sự thật, lặng lặng đưa đất nước đi theo con đường vô định cho đến khi tài nguyên bị bán hết, ngân sách bị cạn kiệt và người dân sẽ bị lột sạch mọi quyền sống cuối cùng. Rất cảm ơn các bạn đã chú theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm ngày hôm nay thứ 6 ngày 29 tháng 11 năm 2019. Các bạn hãy để lại bình luận và chia sẻ video này cho nhiều người cùng biết. Và hãy bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.